Trong khoảng thời gian ở nhà thực hiện lệnh giãn cách xã hội, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh thường xuyên livestream bán hàng trên fanpage, khiến dư luận dấy lên những ý kiến trái chiều. Dù thế vẫn không thể làm cặp đôi dừng việc bán hàng trên mạng đang ăn nên làm ra. Mới đây nhất, Vũ Khắc Tiệp còn tâm sự với khán giả sau khi nhận về nhiều bình luận tiêu cực trong những ngày qua. Ông trùm chân dài khéo léo đáp trả khi tiết lộ công việc kinh doanh diễn ra rất thuận lợi và tự tin khẳng định livestream là xu hướng bán hàng hiện giờ. Sau cuộc livestream vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, tôi có nghe thông tin rằng Ngọc Trinh hết thời đi livestream bán hàng. Thực ra nếu các bạn có thể chốt được 5.000 đơn trong 2 ngày liên tiếp như thế này thì bảo bọn tôi hết thời thì tôi cũng vui vẻ không sao. Nếu chúng tôi không lên livestream, quảng bá thì ai là người bán hộ cho tôi? Các bạn có biết livestream bán hàng như thế nào thì hãy lên mạng tìm hiểu. Rất nhiều tỷ phú ở Trung Quốc và trên thế giới cũng làm vậy và chúng tôi cũng đã đặt lên kế hoạch cho mình một ngày gần nhất như thế. Sau ông bầu của mình, Ngọc Trinh cũng cho rằng bán hàng online không hề dễ dàng và tầm thường như nhiều người nghĩ. Nếu Hoàng Nội Y đã phải học hỏi luyện tập rất nhiều để có thể làm công việc này. Trong năm nay, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã hợp tác cho ra một thương hiệu thời trang chuyên về đồ ngủ, đồ nội y. Theo đó, ông bầu gốc Nam Định giữ cương vị chủ tịch và Ngọc Trinh trong vai trò founder, người sáng lập. Tuy nhiên bất ngờ là cả CEO và founder lại trở thành nhân viên bán hàng và chốt đơn. Một số bình luận của cư dân mạng cứ kêu bán hàng livestream là không sang, chứ nhiều người bán hàng như thế hút về cả đống tiền đó. Anh Tiệp nói đúng mà, giờ này đâu chỉ có nhà bán hàng nhỏ mà thương hiệu lớn cũng bán hàng như thế này. Vừa xem livestream thấy anh chị chốt đơn cũng đủ kiền rồi. Người ta giàu, nổi tiếng biết bao nhiêu mà kêu hết thời, không hiểu luôn. Trước đó, Vũ Khắc Tiệp khiến netizen phải cười bò khi bình luận vào một bài viết của Sơn Tùng. Cụ thể vào ngày 7 tháng 10, Sơn Tùng khiến cả showbiz Việt rần rần khi đăng khoe ảnh visual đỉnh cao mừng kỷ niệm 9 năm ngày debut. Nhìn lại hành trình đã đi qua, nam ca sĩ bộc bạch. Một chặng đường không quá dài, không quá ngắn, nhưng đủ để Tùng được học, được lớn khôn lên từng ngày. Dưới phần bình luận, rất nhiều nghệ sĩ và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến thành công tới Sơn Tùng. Tuy nhiên trong đó, gây xôn xao nhất lại là lời nhắn gửi từ phía ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Cụ thể, Vũ Khắc Tiệp viết, tuổi mới nhiều thành công và may mắn như em. Nghe tới đây, netizen bỗng được phen hoang mang nhẹ bởi Sơn Tùng kỷ niệm 9 năm ngày debut mà Vũ Khắc Tiệp lại đi chúc mừng sinh nhật, thật là sai quá sai. Có lẽ khi nhìn thấy Sơn Tùng đăng ảnh cầm bánh kem, Vũ Khắc Tiệp vội quá nên chúc mừng sinh nhật luôn, chứ có ngờ đâu sự thật lại khác xa như vậy. Ngay lập tức, netizen được đà ùa vào, trêu đùa ông trùm giới chân dài vì pha chúc mừng đi vào lòng đất. Ấy thế nhưng, nói qua cũng phải nói lại, biết đâu tuổi mới mà Vũ Khắc Tiệp nhắc đến là tuổi mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng thì sao, nghe cũng có lý đó chứ. Cách đây không lâu, trong một đoạn clip khoe khung cảnh ăn uống ở nhà, Vũ Khắc Tiệp đã vô tình để lộ hình ảnh một căn bếp khá nhỏ. Điều này lập tức khiến cư dân mạng đưa ra những luồng ý kiến trái chiều, bởi rõ ràng ông bầu Vũ Khắc Tiệp vốn cũng giàu sang chẳng kém gì ai. Ấy vậy mà sao căn bếp lại giống như ở nhà trọ thế này? Chẳng để dân tình phải chờ đợi lâu, trong clip mới nhất trên TikTok của mình, ông bầu đã nhẹ nhàng giải thích về điều này. Lý do đưa ra khiến ai cũng phải gật gù và càng trầm trồ hơn về độ giàu có của Vũ Khắc Tiệp. Cụ thể, Vũ Khắc Tiệp cho biết căn bếp nhỏ đó thật ra chỉ là bếp phụ, bình thường anh chủ yếu nấu ăn một mình nên sử dụng bếp đó cho tiện. Còn bếp chính thì tất nhiên là to hơn rồi. Vừa giải thích, anh vừa nhẹ nhàng nấu một bữa cơm với món cá chim chiên giòn, chả mực và rau luộc. Khá giản dị, nhưng với một người đàn ông thì nấu được bữa cơm thế này cũng đáng trầm trồ rồi đấy chứ.